Siêu Game Easy Class có 1,000,000 like. Đó chính là đấu trường cuộc đua không dừng lại, cho chúng ta nếm trải chiến thắng và thất bại. Muốn chiếm lĩnh top 1 phải cố gắng hết mình, luôn bình tĩnh tự tin mới đạt đỉnh quang vinh. Luôn xem xét tình hình rồi quyết định thông minh, trong thời khắc tự sinh dựa sức mình là chính. Bản chất của cuộc đua nào đâu khác cuộc đời, ai tích lũy đủ đầy cứ thong thả vui chơi, ai vẫn còn thiếu thốn cần miệt mài vun sới. Kết nối rồi sẽ chia đắp bồi tri thức mới, có chinh phục cuộc đua mới làm chủ cuộc đời. Siêu Game Easy Class sẽ phủ sóng mọi nơi, triệu fan cuồng mong chờ được học lại được chơi. Cuộc đua không dừng lại, độc lạ nhất trên đời, ai mơ chiến thắng rồi chẳng thèm chút nghỉ ngơi. Luôn phấn khởi cho đi khi hạnh phúc cao vời, luôn lạc quan yêu đời dù nó náo tả tơi. Giữa giao lộ chơi vơi đi đúng đường mới tới, ý nghĩa của cuộc đua giống như hệt cuộc đời. Ai tích lũy đủ đầy cứ thong thả vui chơi, ai vẫn còn thiếu thốn cần miệt mài vun sới. Kết nối rồi sẽ chia đắp bồi tri thức mới, có chinh phục cuộc đua mới làm chủ cuộc đời. Siêu Game Easy Class có 1,000,000 like. Đó chính là đấu trường cuộc đua không dừng lại, cho chúng ta nếm trải chiến thắng và thất bại. Muốn chiếm lĩnh top 1 phải cố gắng hết mình, luôn bình tĩnh tự tin mới đạt đỉnh quang vinh. Luôn xem xét tình hình rồi quyết định thông minh, trong thời khắc tự sinh dựa sức mình là chính. Bản chất của cuộc đua nào đâu khác cuộc đời, ai tích lũy đủ đầy cứ thong thả vui chơi, ai vẫn còn thiếu thốn cần miệt mài vun sới. Kết nối rồi sẽ chia đắp bồi tri thức mới, có chinh phục cuộc đua mới làm chủ cuộc đời. Siêu Game Easy Class sẽ phủ sóng mọi nơi, triệu fan cuồng mong chờ được học lại được chơi. Cuộc đua không dừng lại, độc lạ nhất trên đời, ai mơ chiến thắng rồi chẳng thèm chút nghỉ ngơi. Luôn phấn khởi cho đi khi hạnh phúc cao vời, luôn lạc quan yêu đời dù nó náo tả tơi. Giữa giao lộ chơi vơi đi đúng đường mới tới, ý nghĩa của cuộc đua giống như hệt cuộc đời. Ai tích lũy đủ đầy cứ thong thả vui chơi, ai vẫn còn thiếu thốn cần miệt mài vun sới. Kết nối rồi sẽ chia đắp bồi tri thức mới, có chinh phục cuộc đua mới làm chủ cuộc đời.